Em mến chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những video về hoa Tết ha. Thì hôm nay là em chia sẻ cho anh chị về cách trồng bông vạn thọ ở dưới đất nha anh chị. Thì ở đây thì em cũng đang quay anh Ca với chị Linh cũng đang dăm cái vạn thọ cho rằm tháng 7 nè. Thì sẵn em chia sẻ cho anh chị về cái kỹ thuật là trồng bông vạn thọ ở dưới đất luôn ha. Thì ở đây thì khi mà anh chị mà bắt đầu mà trồng ở dưới đất á, thì anh chị là nên xử lý đất trước nha anh chị. Anh chị nên bón vôi ha. Đối với mà những cái dòng đất mà đã trồng bông vạn thọ trước đó rồi, ví dụ như mình trồng cái mùng 5 tháng 5 đi, thì mình không nên trồng cái rằm tháng 7 ở ngay cái vị trí đất đó, mà mình nên kiếm một cái khúc đất mới để mình trồng nha anh chị ha. Thì cái lý do là do là đất của mình nó đã bị nhiễm khuẩn anh chị. Anh chị trồng lại nó rất là hay bị chết nhát lắm, thành ra là anh chị nên kiếm một cái khúc đất mới để mình trồng đó. Thì đó là cái đầu tiên mà anh chị cần lưu ý ha. Và cái thứ hai nữa là anh chị phải chuẩn bị cái giá thể cho nó chuẩn. Thì cái giá thể ở đây thì anh chị có thể là sử dụng cái tro đen nè, nó với cái sư dừa anh chị trộn lại đi ha, trộn với thêm cái phân chuồng, ví dụ như là phân dê hoặc là phân gà gì đó anh chị trộn lại, rồi anh chị ủ ha, ủ với Trichoderma hay gì đó cho nó ok trước đi. Rồi trước khi mà anh chị làm clip xong á, thì anh chị á, là nên á, là đi dọng lỗ trước ha. Mình đã có ra một cái video dọng lỗ rồi, anh chị cũng có thể là xem lại. Rồi sau đó thì mình sẽ bỏ cái giá thể vô nha anh chị ha. Và sau đó thì mình tủ rơm lên. Cái lý do mình tủ rơm anh chị là do khi mà mình trồng đất á, cái nhiệt độ của mình mà khi mà nắng quá nắng anh chị thì nó sẽ không có cái độ ẩm ha. Thành ra là mình phải tủ rơm để giữ cái độ ẩm cho cây của mình. Còn về phần hạt giống á, có nhiều anh chị hỏi là mình nên chọn cái giống gì để mình trồng ở dưới đất cho nó thích hợp. Thì ở đây anh chị có thể là chọn những cái dòng như là B2, B3 để anh chị trồng ha. Hoặc là anh chị có thể là trồng giống em như là cái giống hoa Mỹ nha anh chị. Về cái hạt giống giống hoa Mỹ thì em có để ở trên cái phần trưng bày của TikTok anh chị. Anh chị cũng có thể là bấm vào xem ha. Và em cũng sẽ để cái đường link nó nằm ở bên dưới phần bình luận để anh chị bấm vào mua cho nó chất lượng nha anh chị ha. Ở đây thì em không có bán, nhưng mà em cũng sẽ hỗ trợ cho anh chị những cái nơi mà bán mà nó ổn định á, thì để cho anh chị mua ha. Và anh chị ươm hạt giống ha, thường thường là anh chị sẽ ươm hạt giống khoảng đâu là tầm là 15 ngày thì cây nó cũng lên được khoảng đâu là như thế này nha anh chị ha. Là mình có thể là mình bắt đầu là mình trồng rồi, trễ nhất là khoảng đâu là tầm 20 ngày. Nhưng mà cái vụ mà như ở đây mình đang trồng cái rằm tháng 7 anh chị thì nó sẽ dài ngày hơn. Còn sau này thì anh chị mà trồng cái đợt Tết á thì nó khoảng tầm 58 đến 63 ngày là nó đã nở hoa rồi. Tại vì nó là cái mùa thuận anh chị, nó không có mưa nhiều. Còn trồng cái đợt này á, thì nó mưa nhiều. Thì đối với những anh chị nào mà trồng mà những cái lối rằm anh chị, rằm tháng 7, rằm tháng 10 nè, thì anh chị cũng nên cân nhắc về cái thời gian để mình ươm cho nó chính xác nha anh chị ha. Tại vì khi mà mưa xuống á thì cái vạn thọ của mình thì nó sẽ non đồ và nó sẽ dài ngày ra ha. Đó là một số lưu ý khi mà mình trồng cái vạn thọ đất này. Thì nay em cũng quay anh Ca với chị Linh cũng bắt đầu là trồng cái vạn thọ cho rằm tháng 7 đó. Thì bên mình thì đã có cái kỹ thuật là cách khắc phục về mà hoa của mình mà nó nở trễ nở sớm á, thành ra là nó rất là chuẩn. Thành ra thì bên mình mà lỡ mà có gieo trễ khoảng đâu là tầm 5 bữa chăng nữa thì nó cũng không có sao nha anh chị ha. Tại vì bên mình có cách khắc phục. Thậm chí là những cái như lối mùng 5 tháng 5 vừa qua đó thì bên mình cũng có phương pháp là mình đi lãi nụ anh chị cho nó phát triển kịp cái mùng 5 tháng 5. Tại vì bữa trồng mùng 5 tháng 5 ai cũng chạy ngang, ai cũng nói trễ hết, mà rốt cuộc thì nó cũng sẽ là ngay cái mùng 5 tháng 5 nha anh chị ha. Và bên mình thì có những cái loại thuốc mà để mà hỗ trợ cho cái cây vạn thọ của mình mà nó nở nhanh anh chị. Thì sau này mà anh chị nào mà ở gần cái khu vực của em thì có thể mà mua thì anh chị có thể là liên hệ chị Linh ha. Thì tới đó thì em cũng sẽ hỗ trợ cho anh chị về cái số điện thoại ha. Hoặc là anh chị có thể là qua kênh là qua Tết Hồng Linh để anh chị thấy được cái số điện thoại để anh chị mua ha. Mua thì sau này thì sẽ có cái đó. Còn hiện tại là em chỉ hỗ trợ cho anh chị qua cái TikTok shop về cái hạt giống thôi, cũng như là những cái loại thuốc cơ bản. Rồi thì em cũng xin được mến chào nha.